Thưa quý vị, chiều nay, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ phối hợp với văn phòng đại diện báo Lao động tại Cần Thơ tổ chức trao quà Trung thu cho thiếu nhi là con công nhân hoàn cảnh khó khăn tại khu công nghiệp Trà Nóc. Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đến chung vui. Có 10 em thiếu nhi và phụ huynh đại diện nhận quà tại buổi lễ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường chúc con em công nhân lao động cùng thiếu nhi toàn thành phố đón Tết Trung thu vui tươi ấm áp, động viên gia đình các em tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong thời gian tới. Được biết Tết Trung thu năm nay, báo Lao động vận động trao tặng 400 phần quà cho thiếu nhi là con em công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn tại khu công nghiệp Trà Nóc, mỗi phần quà trị giá khoảng 150.000 đồng, gồm có lồng đèn, bánh kẹo và tập học sinh.